Ok, hello, chào các bạn nhé. Hôm nay thì có một chút cái công việc đấy. Thì là Linh lại dẫn mình với cả Đông, với cả anh Ngợi, với cả Giáp về thăm lại cái xưởng đá nơi mà lần đầu tiên bước chân sang ông Angola là Linh làm ở đây nhá. Các bạn nhá. Chờ cá, khu chờ đây. Đấy, nhiều người cứ thắc mắc là xưởng đá làm ra để làm gì. Đấy. Thì cái xưởng đá này nằm ở cái vị trí đắc địa là đúng cái nơi mà tàu thuyền mà đánh bắt ấy. Người ta quay về đây thì người ta cần đá để ướp cá. Đấy là cái lý do. Bây giờ vào xưởng ấy. Đấy là cái lý do mà. Ok, hello, chào bạn. Mình tên Đông Bao Nủ. Mình hay đi bên thủ đô. Trên này nhiều nhà thật đúng không ạ? Anh là nay nhìn khác rồi, sửa sang lại rất là nhiều. Ok, hello, chào các bạn nhé. Đây là này mới làm lại rất là nhiều. Đây là một nơi huyền thoại đấy. Huyền thoại đấy, bao nhiêu là mấy năm kiểu view ở đấy. Ở đây là mình rất vinh dự đến thăm cơ sở huyền thoại của một nơi sản xuất ra rất nhiều video, những cái video đầu tiên, những cái video làm lên tên tuổi của Quang Linh là tất cả ở đây. Đây là xe, không khéo là xe của anh bên nhà này, rất là thuê được anh này ạ. Thuê được anh bên này. Chắc là gửi xe đây luôn nhỉ? Vâng. Những cái mới đạp thế. Thì Lương hướng dẫn các bạn sang sân đá ấy. Đá, đá, sân đá. Đá, đá, sân đá. Đá, bạn đứng đứng đi đi bạn qua. Hai anh em thử thách 1 giờ thôi đấy, để anh chốt cái cửa này cái anh nhỉ. Để anh chốt đi. Đôi đỏ đông đi sang anh luôn đây. Đi sang đi bỏ kính ra thì nhìn thấy đá chứ không nhìn thấy đá tụt màu xanh. Đá đây. Cái này đá dư. Đây là cái tủ dự trữ đá nhá. Ôi. Phát hiện con cá. Ai giấu cá đây đây? Mấy anh em đứng chỗ đấy anh. Không phải, ta đi mua tiền tiền đi mua thịt cá này. Cá rẻ lắm. Bạn ngồi. Ủa, đập đi. Thế là xong là làm đá xong cho vào cái tủ này xong là bắt đầu là mới đi đi xong là mới đi bán sau đúng không? Quên mình một cái ra nhiều quá. Quên mình vào tủ đây. Quên mình vào tủ vào đá tủ đây nên quay để dành bán đi. Hồn phết đi. Không có đủ vào máy đó luôn nhỉ. Ừ. Có cái cách nhiều của nhà danh. Thì nữa là Quang Linh sẽ hướng dẫn cách sản xuất đá cho các bạn nhé. Hướng dẫn cách làm đá. Đây. Cái này là ở Việt Nam là không có đâu này. Ở Việt Nam là không không phải làm kiểu như thế này đâu này. Ông Đông chảy ở dưới. Bỏ nước muối. Bỏ nước muối vào, bỏ muối vào đúng không? Mày chục ta muối đấy. Ừ. Nhiều lắm thôi. Hay quá nhỉ. Khuôn đá đây này. Nhưng mà khuôn này là mình phải bỏ nước sạch. Bỏ nước sạch vào xong là bỏ. Không dính muối thì nhanh đông hơn. Cái gò dưới là cái gò đống này ông đống là hơi dày ngược hay dày bé. Bỏ muối là không đông đấy. Nhưng mà càng nhiều muối càng nhanh đông đúng không? Vâng. Hôm nay là chuyên gia nông nghiệp là sẽ đi học cách làm đá. Không là mình lên rồi nhưng mà không là mình nhìn sơ sài hôm nay. Đây nhìn gọn gàng rồi. Một bề này cảm ơn rồi. Bên kia bề hai bề. Khả năng tao về nhưng mà cái là nghi viết đấy. Cái gì cả? Tầng 2 kia hay quay chô cái này để kiếm tiền đúng không? À, về tòa này, tầng 2 tòa này. Tầng 2 tòa này, bây giờ là mình sẽ đi lên cái tầng 2 huyền thoại để các bạn nhá. Vậy chưa? Ngày nay là phần cửa xa đấy, phần đất đấy. Kéo một đất đấy. Như kiểu đi đánh xung kích. Dạ. Hàng đứng quá. Ở khu này thành phố chật trội. Ở đây này. Đấy là cái view này là view nếu mà chỗ này mà đây view này như đây đánh bắt này. Ui mà này. Tạm thời bỏ cái áo này ra cái đã. Phơi cái đi một lúc khô luôn. Rồi ok.
Đấy, mời các bạn là ngắm view đánh bắt. Cái thuyền này thì cũng như ở thuyền Việt Nam thôi nhỉ? Thuyền này giống thuyền ở Dubai, du thuyền. Này, thuyền này chắc nước không vào đâu. Tàu ấy. Hả? Tàu đánh tàu, giá. Tàu. Nhưng mà tàu này đi nhanh anh ạ, đi đi chiều đi là sáng mai về. À đâu gọi là cái ghe này. Chiều đi sáng mai cái về. Cái ghe khác ý. Cái ghe trong miền Tây chạy bạch bạch không có thay đổi. Cái ghế này, cũng... À, có khi là cái ghế này đấu giá. Đấu giá. Thước giá 2.000 quan, đông bia giả bao nhiêu? Ngồi thử đi. Nếu mà tính đôi, cái này nhiều đôi. Chắc chắn lắm. Rồi khá đấy. Nhưng mà thực chất là ở đây này, ở đây rất là nóng. À? Mà người rít này, người rít gần biển, mở khó chịu lắm. Gió mát đây đấy. Mở cửa gió biển vào thổi rít. Gió mát thì nó vẫn rít ra này. Ở trên tỉnh thì mát, mát mẻ. Mà gì nhỉ, cũng chuẩn bị đến giờ ra sân bay để đi Dubai. Đi Dubai. Chuẩn bị anh em có chuyến đi Dubai các bạn nhá. Dubai. Tất cả anh em luôn. Đâu, sang đấy review cái hòn đảo nhân tạo. Ra đảo, ra nó bảo đi du thuyền ra đảo luôn. Ở trên thành phố thì sầm uất thật, nhưng mà em thấy không đâu vẫn bằng ở quê. Đúng rồi. Hơn. Cứ về bản thì thích nhất rồi. Cứ về bản này. Ê ê, đâu vậy? Ôi, đâu vậy đi là nhớ thành phố thì nhìn nớ quá. Là nhỉ? Nè. Lâu không lên thì nhìn là. Lâu rồi anh em mà không đi đâu mà bắt đầu lại nhớ cái kiểu ở bản. Ê ê, sống cái gì? Về lại cái tê. Ê ê, cái tê. Mình hai ngày nay chưa về bản các bạn, tí về. Đi về đi Dubai chứ mà. Em tiến đi bọn anh mới gọi về. Thì phải đưa ra sân bay đi đưa ra mà anh em mình về luôn nhưng nhớ bán này. Hay là bây giờ ra chị ra luôn thì không còn không muộn gì. Bây giờ đều xuống mới khó này. À đây đây ra, đây để review quy trình lên xuống. Rồi bây giờ khó gì cái này anh gọi ra đây. Làm mẫu đi. Đặt công bao nhiêu năm bây giờ mới thang này lên trèo. Nhưng mà cũng quên rồi. Rồi thật đi, đúng không? Sợ ơi, kinh. Sợ thật đi chứ đùa thôi. Cong mông lại bắt đầu trèo. Quay lại chứ, quay lưng lại chứ. Trèo bao nhiêu năm rồi để quên. Quay lưng lại chứ, trời ơi. Quên. Còn quên cái xuống thì chủ nhà, quên cái xuống thì khách xuống kiểu gì đây? Nhưng mà khó đây à? Thôi, cẩn thận đấy. Khó gì? Thôi rồi, cái hoàn đó là hoàn vẻ đấy. Hoàn vẻ thật đi. Chào các bạn hôm nay. Rồi ok các bạn nhé, bây giờ là sẽ đến lượt mình. Nói chung là đặc công mà xuống cái thang này là chuẩn rồi. Ngồi xuống. Chưa phết thì đùa được. Đặc công nhưng mà từ. Để đặc công bình tĩnh cái nào. Cứ dùng đặc công. Cứ dùng đặc công này. Thấy không? Nhìn đây xuống nhẹ nhàng như này cơ mà. Hả? Bạn giỏi. Ở đây là túi phải đi sách đi với người. Đầu tiên phải đi liền cũng được. Đây xuống đây còn báo cái thang này. Thấy chưa? Đấy, đơn giản em gì đâu. Đấy, rồi. Đó, bình thường quá. Coi lật xuống đi. Không phạm nữa. Không phạm nữa. Đừng có bảo mơ cơ đây. Bao luôn, nghe bao luôn, rất cho lắm. Ui giời ơi. Mà này xem tiếp luôn, đùa. Xem đâu Palu anh đỡ đâu Palu cái trông kìa. Tiếp luôn, đặc công. Ôi, trông cái đít nhìn như kiểu đít con gà công nghiệp. Cái này quá là thử thách. Đây đặc công à? Cũng đặc công. Thấy đây bảo đặc công, cũng đặc công. Mình xuống đến nơi biết để mình an toàn. Bạn nhìn thấy cách xuống là bạn đừng hỏi. Ai là công? Mình biết an toàn, người xưa Quang Ninh ngày nào cũng lên xuống thì đúng rồi. Cái lúc xây đầu đi làm của đi rồi. Cái cách làm đá này. Đây. Đây là cùng một kỳ sư điện. Đá đấy rồi. Vâng. Thấy gì? Tất cả các cái bao hoa là đây lập hết.
tự đấu luôn. Ủa, tự đấu chứ. Thợ điện luôn. Thì không đấu điện thì làm sao mà làm được đá? Phải đá. Ôi, đá đây đang đá đây đúng không? Dạ vâng. À đây này. Cái này là được đặt tên à? Hết này học vinh như này. Hả? Để mà lấy quân đặt tên được bản nên lấy đá ra cho gì? À, đặt vào đây. Đang đứng đây. Đang làm đứng đây này. Đứng vào đây đúng không? Đứng đây này. Đấm tự định giật quá là lạnh. Đấm tạo. 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 Học ở video đấy nhá. Số điện thoại với đi. Đây, như bây giờ ra đây này. Đấy. Ok. Ok, lô chào các bạn. Bò nửa báo, đấy, bò báo. Bò báo đây là để kiếm này. Đấy. Con trống này. Cái này là anh biết là tập trung là gì không? Bây giờ là bò nửa báo. À. Bắt đầu là bò gì về. Ra bọn được là lấy tiền. Thế thì tóm bán nước lấy tiền. Bán được lấy tiền. Tóm tắt lại là cái này là cái tủ lạnh khổng lồ. Các bạn là không phải học làm đá, các bạn là cứ việc cho vào tủ lạnh ở nhà mình ấy, tủ lạnh mini là được rồi. Cái này chưa? Chưa. Tầm 8 tiếng là được. 8 tiếng là một tháng. Này, con gì nữa? Tủ lạnh quá. Ui. Chơi rất đều cho bỏ cả cú đá vào sau lưng. Mát thì đi kêu này nghe. Đây mặt này hết rồi. Đây mặt nè. Và hai bạn kia làm nhà mình luôn à? Đó đúng rồi. Đây là cái hồn lắm. Đây. Đây là ba kì. Ô chú ta đi. Ô chú ta đi qua đây. Số mù qua kì. Qua kì. Qua kì. Qua kì. Qua kì. Qua kì. Hiện tại là anh gửi về đây tham quan trưởng đá một tí cái trưởng đá Huyền Thoại của ngày xưa. Thế thì cũng đấy là tại vì đi khai trương quán của anh Khánh mở Sapa với là Sam ở là thủ đô ấy, thì lên khai trương thì tiền ghé vào đây thôi. Đây còn các tiếng nữa. Đây còn đủ đấy. À, đây cho mọi người ta mua để mua nước ngọt. Rồi, đây đây. Cũng lắm đấy à. Cũng đạp đây à? Tơ quay này làm sao được phải chống như thế này. Phải chống như thế này. Phải chống. Phải chống nó có tiền. Chống này. Qua từ đủ đấy. Qua từ đấy rồi. Qua từ đấy. Đấy, chúng ta rồi đấy. Chống, phải chống như thế này. Rồi, còn mấy còn lại là về chống. Quê hết rồi. Chống hôm nay là có bà đeo với là đây. Chống chị đeo. Bà đeo với chị đeo là đang là đi bán đá ở ngoài chợ nha các bạn. Giả này không lấy được lấy tiền đâu. Mà chống như đây đâu. Mà chống như này này. Đây là đứng chống này. Không lấy được 5 luôn. Không cho 5 luôn hả? Dạ, nó về. Đi ra đồ mai đi ra một cái đèn đồ đi đi. Chào lên cái sức tay luôn này. Rồi. Ok các bạn nhá, bây giờ thì anh em phải di chuyển ra sân bay thôi. Qua thăm thưởng đá chỉ có mấy phút thôi. Tranh thủ máy bay cứ cánh mất. Nó vừa vá xong xong rồi. Dubai nha các bạn nhá. Ok, chào các bạn.